Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến gần thành Jerusalem, trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang lại hòa bình cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi thành bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai đã từng đi hành hương ở đất thánh Jerusalem có lẽ sẽ đi viếng một cái nhà nguyện gọi là nhà nguyện Chúa Khóc. Nó có cái tên của nó, và ở trước cửa nhà nguyện nó có cái chữ tiếng Latin để rất rõ là nhà nguyện Chúa Khóc, Dominus Flevit. Dominus là Thiên Chúa, Flevit tiếng Latin là khóc. Cái nhà nguyện đó được tương truyền rằng cất lên ngay chỗ Chúa Giêsu đứng nhìn thành Jerusalem và khóc. Có nghĩa là nhà nguyện đó nằm ở bên ngoài cái thung lũng, cho nên nhìn xuyên qua thì thấy thành thánh Jerusalem thật đẹp. Ai đến chỗ đó sẽ có những người hướng dẫn nói: chúng ta đang đứng ở chỗ Chúa Giêsu năm xưa đã từng đứng đây nhìn Jerusalem và khóc, và nhìn Jerusalem để nói về định mệnh sắp xảy ra của thành phố. Và chúng ta cũng đứng ở chỗ đó để nghe Chúa bảo rằng Thiên Chúa đã viếng thăm nơi đây, nhưng các người không nhận ra. Đó là điều xót xa, bởi vì Chúa đến đem lại tin vui mà người ta không nhận ra, hay nhận ra mà không cần, hay xua đuổi, từ chối. Đó là cái nỗi đau đã khiến cho Chúa khóc. Tôi mượn câu chuyện sau đây của nhà văn Mai Tá để kể lại, để tôi so sánh hai cái thứ nước mắt. Có một cô gái cũng chưa có quá 18 tuổi đâu, và bà mẹ hay khắc khẩu cãi nhau. Và vì bước sang tuổi 17 là cái tuổi ương ảnh, cho nên tất cả những gì mẹ nói trước đó thì bây giờ cô ta bắt đầu phản kháng và cãi nhau kịch liệt. Rồi một hôm trước giờ ăn, chưa kịp ăn, cô bỏ đi, không cần chào mẹ nữa, bỏ đi. Cô đi lang thang như vậy cho nó đỡ giận, bởi vì cứ nghĩ trong đầu mẹ không thể nào hiểu mình được, mẹ không có thương mình. Cô vừa đi vừa thấy tức bên trong, thấy nghẹn. Rồi đi chút thì cũng đói bụng thật, bởi vì đáng lẽ ở nhà là ăn cơm rồi, cho nên thấy có một tiệm mì. Cô vào tới ngưỡng cửa tiệm mì rồi mới sực nhớ hồi nãy đi vội không mang cái ví tiền theo, không có tiền trong túi, đi vội vàng để tránh mặt mẹ. Rồi bà chủ tiệm mì lại là người nhân hậu, nói: chào cô, mời cô vào. Dạ thưa thưa, không, xin lỗi bà, tôi không có mang tiền theo. Không sao sao, cứ vô ăn đi nếu có đói. Vì cô ta nghe như vậy thì cũng vào, mặc dù chắc bà chủ chẳng biết mình là ai, nhưng mà thấy bà tử tế thì bà ngồi xuống.
Chút xíu đâu, chính bà chủ mang một tô mì ra đưa cho cô. Thì lúc đó nước mắt cô chảy ra. Cô nhìn tô mì mà cô khóc. Bà chủ nói cô làm sao vậy? Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: cháu không sao cả, chỉ cảm kích thôi. Cháu và bà không hề quen biết nhau, không biết nhau, không biết tên, không biết gì hết. Vậy mà bà đối xử với cháu thật tốt, tin cậy cháu. Cháu không có mang tiền theo, bà lại đích thân mang tô mì ra cho cháu. Ăn tô mì của bà, cháu thấy cũng xót xa lắm. Nhưng cháu vừa mới cãi lời mẹ, và có lẽ mẹ không kềm chế được, nói mày có muốn đi đâu thì đi, và cháu đã đi thật. Bà chủ nghe xong, bà bình tĩnh bà nói: tại sao cô lại nghĩ như vậy? Cô thử nghĩ xem, tôi chỉ nấu cho cô mới có hôm nay lần đầu một tô mì thôi, rất dễ làm, mà cô đã cảm kích như vậy. Vậy mẹ cô, từ lúc cô mới sinh ra tới giờ này, nấu biết bao nhiêu lần cô có đếm không? Không, không trả lời được. Ăn biết bao nhiêu thứ cô có tính không? Cơm gạo biết bao nhiêu, tình thương, dòng sữa, sự chăm sóc, mà cô không hề cảm kích à? Tôi nghe hơi lạ đấy. Bà chủ nhân ái nhưng rất thẳng tính. Nghe xong, cô thiếu nữ lặng người, ăn hết tô mì và hứa chút nữa nếu có dịp hai ngày mai cháu sẽ trả cho bà tiền rồi đi về nhà. Đi thật nhanh về, trong lòng đã thấy nó có cái gì khác. Thì thấy mẹ đang đứng ở cửa ngõ, mà trông thấy cô đằng xa thì cô không thấy lòng được, thấy mẹ đang chùi nước mắt. Cô đi ngang bà mẹ, không biết nói gì bởi vì nó ngượng quá rồi. Thì nghe bà mẹ nói, hơi gượng gượng một chút: con vào ăn đi, hâm lại đồ ăn nó nguội rồi. Lúc đó thì cô khóc thật. Như vậy có hai loại nước mắt trên cái cô gái đó. Có lẽ lúc cãi nhau với mẹ, cô bỏ đi và nói mẹ không thương mình. Thì cái nước mắt của một người mặc cảm là không được yêu thương, không được tìm hiểu, không được chiều chuộng. Rồi cái nước mắt nhận ra rằng người ta yêu thương mình mà mình không biết, không cảm, không thỏa ơn, không tỏ lòng biết ơn. Lúc đó nước mắt hối hận, nó khác. Còn cái nước mắt của cái người đứng đợi mình yêu thương mà chỉ vì không có đồng ý kiến với nhau nó bỏ đi, thì cái nước mắt đó tôi tin rằng nước mắt của Chúa Giêsu hôm nay. Bởi vì trong cái đoạn tin mừng đó, Luca viết rất rõ sẽ tới ngày quân thù xây thành đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi tứ bề, công hãm ngươi tứ bề, chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi, và sẽ không để lại hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Đó là hiện tượng sắp xảy ra. Bao nhiêu năm sau, quân đội La Mã đã làm y như vậy. Nhưng cái câu Chúa nói: ngươi đã không nhận biết thời giờ mà ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Bao nhiêu lần ta giống như gà mẹ xòe cánh ấp ủ đàn con, nhưng ngươi đã từ chối. Cái đó là cái nỗi đau của Chúa, cái nỗi đau mà nhiều nhà thần học gọi là nỗi đau của sự đơn côi, yêu thương mà người ta không đáp lại. Cho nên nhiều người trải qua một con đường đi thật dài để đến Jerusalem để viếng cái nhà nguyện Dominus Flevit, nhưng cũng có nhiều người thì cũng đi tới đó cũng mệt mệt rồi, cũng chả để ý gì nhé, mau về khách sạn hay tắm rửa rồi ăn cho nó no rồi. Nhưng mà đã đi một đoạn đường xa như vậy đến đây để nghe lại một cái lời Chúa nói về định mệnh của mình,
vì chắc chắn Chúa biết mỗi người có một định mệnh khác nhau. Nhưng cái câu mà Chúa tiếc đã biết bao nhiêu lần tôi đến viếng thăm con mà con không nhận ra. Đã biết bao nhiêu lần thi ân giáng phúc nhưng mình vong ân bội nghĩa. Chúa không cần mình. Đúng, Chúa thi ân, Chúa không cần báo ân đâu. Lúc tôi ở ân tù, một trong những câu tiếng Quảng Đông mà tôi học mà tôi rất là ưng ý, đó là họ nói thi ân mạc vọng báo, vọng báo mạc thi ân. Si danh mọt mọt phu, mọt phu mọt si danh. Ai có là người Hoa dưới đó xin xác nhận dùm, tôi vẫn còn nhớ và đọc chính xác. Si danh là thi ân, đã làm ơn, mạc là đừng, vọng báo mong người ta đáp. Mà đã mong người ta đáp, đừng bao giờ thi ân. Cái đó là lợi dụng. Cũng mấy chữ đó mà đổi lại thì nó thành hay. Tôi tin rằng Chúa giàu có nhân từ, Chúa thi ân cho mình, Chúa không cần mình đáp. Nhưng cái việc mình đáp lại làm cho mình yêu mến Chúa. Có vậy thôi, chứ không phải tôi phải đáp. Giống như nhiều người nói tôi không đi lễ chủ nhật, tôi phải đọc 50 kinh để bù. Cái chữ bù là sai. Tôi đọc 50 kinh để tôi nói Chúa ơi đừng buồn con nha, con đi lễ không được, nó khác. Còn này tôi bù xong là Chúa sẽ xí xóa. Cái chữ bù là tôi không chấp nhận bao giờ, Chúa không cần. Nhưng mà vì con không làm được bổn phận, con muốn Chúa hiểu rằng con yêu mến Chúa. Cái đó khác xa, thưa quý ông bà. Tôi hy vọng mọi người hiểu. Xin Chúa ban cho chúng con qua cái thánh lễ ngày thường này, gần cuối năm phục vụ, Chúa cho chúng ta biết, Chúa biết định mệnh của mình. Giống như Chúa thấy định mệnh của thành phố Jerusalem. Rồi Chúa cũng nói, biết bao nhiêu lần tôi đến viếng thăm mà anh hay chị, con hay cháu không nhận ra. Hay biết bao nhiêu lần Chúa đem bình an tới mà mình cứ trực trực đi tìm những hiểm nguy. Chúa thương, Chúa khóc thật đó. Chúa thấy một linh hồn cứ lao vào trong một cái ngục tối, mất tự do, trong đam mê, trong tội lỗi. Chúa khóc thật đó. Mặc dù chữ dùng của tôi nó thô thiển quá, không còn chữ gì để nói. Chúa Giêsu với nhân tính của Ngài thì Ngài khóc thật. Bây giờ về trời, Chúa đâu có xác nữa đâu mà khóc. Nhưng mình phải dùng ngôn ngữ của mình để nói thì mình mới hiểu. Cái hành động mà Chúa tiếc, Chúa thương, Chúa muốn cứu mà cứu không được, Chúa khóc. Xin Chúa ban cho chúng con đối xử với nhau cũng vậy. Nhiều khi mình thấy xót, khi mình thương con mình, muốn cho nó tốt đẹp, muốn cho nó hạnh phúc, muốn cho nó có tương lai, mà nó không nghe. Tôi thấu cái nỗi đau của quý vị, nó gần giống cái nỗi đau của Chúa Giêsu hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng con thứ nhất đáp lại với Chúa, không phải để trả ơn Chúa, Chúa không cần. Nhưng việc chúng con đáp lại, nó nói lên cái mối thân tình của chúng con liên kết với Chúa. Đó là điểm chính yếu. Nào đã từng ở Sài Gòn, tức là vùng gia đình, thì biết nhà thờ Bà Chiểu đã có khá nhiều năm một cơ sở tên là Phùng Thành, Phùng Mạnh và Phùng Cảnh. Ba anh em đều là linh mục, là người Minh Hương, là người Hoa. Ông cha Mạnh là người tôi giúp lễ từ lúc ông đổi từ bên nhà thờ Ba Chuông, thì không phải là thờ Ba Chuông, nhà thờ của cha Phan Khắc Từ, nhà thờ Vườn Xoài, đi sang đó thì ông ở cho tới lúc tôi làm linh mục, ông vẫn còn ở đó. Và ông chết cách đây mấy năm. Lúc ông mới về tôi giúp lễ mà hồi đó thì đúng là môn tình, đọc tiếng Latin, ok, tôi thuộc nhanh lắm. Rồi một hôm mà lúc đó cha to con lắm, người Hoa đó, cha to con, bụng cũng to lắm. Rồi đang lúc đọc kinh cáo mình thì phải cúi xuống, bấm ngực, thì tôi thấy cái quần của cha nó cuộn xuống,
cái quần bà trắng đấy. Hai cái ống của con nó tuột xuống thành hình số 8. Thì cha cũng thấy rồi, cha biết rồi, nhưng mà cha lấy cái kim đáo vào bên tôi. Thì thế mình hiểu thì mình vò nó lại, mình đem vô đi. Tôi lại cầm lên còn vũ vũ. Mình làm rất là nghi thơ, tới vì cha vô thì phải xếp. Tôi vũ vũ rồi tôi xếp rồi tôi vuốt. Ông nói đồ ngu, đang đọc tiếng Latin mà đồ ngu đem vô. Tôi lại bưng hai tay đi rất long trọng. Xong lễ ông cười, ông quý vô đầu, ông nói sao con ngu dưới vậy. Cái quần nó đỡ lỡ cuộc không ai biết, thì con bò lại giống như cái người vẽ. Tôi nói con không biết, con thấy đồ gì của cha rớt ra là cũng thánh thiện hết. Mà là chuyện có thật đó, ông nói ông thương con là vậy. Mấy lần khác là điện với chuyện khác nữa. Nhớ lại thấy hồi đời con nít vui, nít mới tới 12 tuổi. Rất là sốt sắng. Vuốt xếp là còn vũ vũ trước khi xếp. Vũ vũ người ta mới thấy hai cái ống người ta biết. Xin mời cộng đoàn đứng.